Ta lại sang video tiếp theo. Tuấn vẫn có mặt tại vườn nhà bác Ngọ ở Đồng Trúc. Cái đây khoảng 5 năm trước gì đấy thì cái cây túc mà nằm ở trên cái thống cao này, Tuấn đã quay nhiều lần rồi đấy. Hầu như gần như là Tuấn quay đầu tiên, sau đấy rất nhiều anh em quay. Thì cái cây này là lúc nó là một cái cây phôi, lúc đó là bác ấy mua ở triển lãm dưới Đan Phượng. Thì chúng ta lại ngắm lại nhé, xem cái quá trình mà về bác ấy cắt sửa chỉnh bóng cái cây nó được hoàn thiện đến mức độ như thế nào rồi. Đầu tiên thì chúng ta thấy là một cái cây để mà nó ôm kín cái thống cao này, cộng với cái độ hài hòa mà nó cái rễ nó buông xuống, sau này nó lại hình giống như một cái thống ấy, thì các bạn thấy là nó trải qua tương đối là nhiều thời gian. Tuấn cảm nhận thì đây mới là mặt chính cũng nên. Đấy, cây cũng đang tùm, chưa sửa sang được. Độc dị lạ. Các bạn, một cái cây này để kiếm một cây thứ hai là cũng khó đấy này. Không dễ tí nào cả. Tay đòn to. Nó cũng bông răm tay tán của nó cũng đạt đến mức độ khoảng 70% rồi. Còn lại là nuôi bông tàn cho nó mịn màng thôi. Và người chơi có thể là chơi được ok rồi các bạn ạ. Đấy. Đẹp quá. Rồi, sang tiếp theo cái vối đi. Vối quần thụ các bạn. Nằm trên cái bể rất lớn. Và top hàng hiếm đấy. Thế không? Như con quái thú luôn. Đấy. Nằm trườn rộng này. Okay. Sang cây kế bên nhé. Cây vọng cách. Cây vọng cách thì con này đặt vào hồ thì hợp lý hơn. Hiện nay thì cái cốt không so với cái điểm thoát thân thì nó hơi thấp, hơi gần. Đặt vào hồ thì hợp lý. Trong khi đó thì cành rồi là thân phía trên nó lại bóng lại rộng quá. Đấy, nhưng mà được cái cây hàng cốt như này là cũng hiếm đấy các bạn. Không dễ tí nào. Cây đang quá trình là ủ, dưỡng hết. Rất là sung. À. Bây giờ thế này, anh em mình cũng ra kia nhé, để ngắm thêm nhé tác phẩm tiếp theo ở ngoài vườn. Thì đây là cái lối đi ra. Thì trước đối diện cổng nhà bác là có một cái vườn ngoài cũng toàn cây cỡ khủng luôn. Đấy, số điện thoại đây ạ. Các bạn gọi trực tiếp cho cái số điện thoại của bác là 0913 358 968 này. Nhà vườn sinh thái Đầm Bạc, Ngọ ở Đồng Trúc. Ba cái dưới rất khủng luôn, hàng nhập khẩu, xin lỗi là hàng này hàng nội địa đấy, nhưng mà được đưa từ miền Trung hay miền Nam trở về đây đấy. Cây thì tương đối là đại thụ, cao 3,5-4 mét này, tàn cũng khoảng 3 mét. Nói chung là hàng này hàng độc dị lạ. Các bạn nhìn thấy hệ thống các cái cành phân tàn rất là khủng khiếp luôn. Cái này ủ trên này ít nhất là 3-4 năm này. Những cây rất to luôn. Các bạn cảm nhận cái u độ u biếu của cây như này. Khiếp không? U sụn khủng khiếp. Ba cây này thì chưa một lần nào đi triển lãm đâu.
đẹp quá là đẹp, hài hòa, cây rất là khủng. À, phía bên cạnh này là tác phẩm gì đây mình cũng không biết tên đâu. À, phía bên kênh trên này. À, lúc Tuấn đến đây là cây nó đều là dạng phôi hết, chưa có chi cành. Cho đến hiện tại thì cây nó là phân chi cành đẹp hết. Bây giờ Tuấn sẽ cùng các bạn đi vào lối cổng chính nhé, sang cái vườn này cùng ngắm nhé. Ngắm thêm nè anh em nè. Xong video này thì Tuấn sẽ lại quay cho các bạn những cái tác phẩm đồ cổ, cổ đồ ở trong cái gian nhà chính, nhà chính của bạn, để anh em cùng ngắm. Đây là cái hồng Nam Định, hồng vuông các bạn, dòng hồng vuông Nam Định nổi tiếng này, cây sung mãn. Cái sung này cũng rất đẹp này, sung này hài hòa. À, xin phép bác với mọi người là xin bác một quả sung để ăn cảm nhận nó như thế nào. À, xin lỗi mọi người nhé. À, bớt một quả thấy ăn nó như thế nào. Ok. Một cái sang dầu. À, anh em nhìn quả đây, quả chơi quả đẹp này, dầu sang đây, thân bệ của nó cũng thôi rất đẹp luôn ạ. Rồi kế bên các bạn, ôi dồi, cây mộc hương, mộc hương này là hàng nhập khẩu các bạn ạ, cao 4m, tàn ngang 3m, thoát thân là khoảng 1m2, nằm trên một bể lớn này, bể này là 1m5, 1m8, cây rất to luôn. Đây, ta lại gần, to quá. Hàng này hàng nhập khẩu, hàng Đài Loan. Tiếp theo một cây nữa cũng cỡ như thế, nằm thuần hết trên chậu rồi nhé. À, xoan dâu da hả? Đấy, gọi là, hay còn gọi là xoan đào. Đưa vào chậu cũng rất là quý đúng không? Cây, ui, cái cây gì đây? Mình quên tên rồi. Cái này có cái cốt quý quá các bạn. À, cốt sụn xị luôn. Đấy. Nhưng mà cái tay nó lại tay dạng tay leo. Tay nó vươn dài tay leo. Nói chung là nếu mà chơi nghệ thuật thì cứ bấm cành ấy, là đẹp thôi. Thu lại. Thực sự là một cơ ngơi, một cái khối tài sản tương đối lớn. Đấy, trữ lượng những cây giá trị tương đối là cao tại vườn nhà bác Ngọ. Nó đẳng cấp các bạn. Rồi là hay là những cây hoa, những cây hoa dâm bụt hàng Thái Lan đấy các bạn, dâm bụt màu hồng thoát thân đẹp lắm các bạn. Đây có 5 chậu dâm bụt rất đẹp ở chùa chiền Điền Thơ. Đặt những cây này thì rất đẹp luôn, kể cả các bạn có biệt thự nhé. Hết nước chấm. À, cuối cùng là một tác phẩm gạo. Cây gạo này thì đúng là xứng đáng để review nó. Nó đẹp quá cả nhà. Nó sở hữu một cái tay cành rất là đẹp. Cây này nó lúc nó là cái cốt phôi lúc Tuấn đã quay rồi. Tuấn đã đến đây Tuấn đã thấy rồi. Bây giờ tay cành nuôi đã mềm mại uyển chuyển đi rất là nhiều nữa. Cây này thì chơi được rồi. Dòng này là dòng siêu hoa, hoa đỏ. Đấy, phía bên này này các bạn, những cây này là hình như là cây chắc, gỗ chắc nên
mình không nhớ nữa. Các bạn biết anh cây này thì các bạn comment ở bên dưới nhé. Đó. Rồi. Review nốt cái cây này sẽ dừng lại nhé. À, cây được nằm trên một cái bể 2,5 m với đường thân khá là lớn, đường kính cỡ khoảng 1,5 m. Sở hữu một cái hệ thống rễ nhưng mà đã được thu gọn gàng rồi. Đấy, trước đây thì cây được ngậm trong một cái tảng đá lớn này. Đấy là đưa cả tảng đá nó về ghép nó vào, đẹp quá. Một cái gạo hiếm có các bạn ạ, thực sự rất quý luôn. Đấy, các cái đường chuyển cành nghệ thuật. Đấy, đẹp quá. Làm được cái chi cành như này cũng mất nhiều năm này các bạn nhé. Đấy, cây nó hài hòa ổn định này. Đấy anh em. Ok, thì video sẽ Tuấn sẽ dừng ở đây nhé các bạn. Thì Tuấn sẽ cố gắng truyền tải hết được những cây tác phẩm đây là tốt. Còn không thì mình sẽ quay những cây đặc sắc thôi, để anh em mình chiêm ngắm, cùng chiêm ngắm cảm nhận nhé. Sau đó thì Tuấn sẽ vào bên trong nghe Tuấn quay một số hình ảnh những cây ở cái gian đồ cổ, cổ đồ nhà bác, để anh em mình chiêm ngắm luôn. Video sẽ kết thúc ở đây. Chúc mọi người vui vẻ, bình an. Phía này thì là cả một cái hồ sinh thái. Bác ấy mua toàn quả, toàn hết cái quỹ đất này rồi. Để cây cảnh. Rất đẹp luôn. Mộc hương này. Ui trời, thực sự là Tuấn cũng ao ước có một không gian có tiền của tiền bạc này, để có một cái sân như này để chơi. Ao ước luôn đấy. Lúc về già chỉ mong muốn sở hữu một cái vườn như này thôi. Về già dưỡng già đấy các bạn. Như này là sống một cuộc sống điền viên. Độc vừng này. Tuyệt vời luôn. Hoa đại, hoa sứ đấy. Tối này thì rất nhiều cây nữa này các bạn. Một không gian thực sự là đáng sống, đáng để ta học hỏi, mơ ước kiến tạo tác phẩm, những tác phẩm đẹp thế này, vừa chơi vừa làm thương mại kinh doanh, rất là thú vị luôn các bạn. Đòi hỏi cá nhân mình và các bạn đều phải cố gắng rất nhiều. Đấy, có cả một cái bộ 3, bộ 4, bộ tứ ở trong nhà, có một cây nữa, một chậu nữa, 1, 2 này, bộ tứ luôn này. Rừng xanh rất là nghệ thuật. Rồi, video kết thúc ở đây các bạn nhé. Đăng ký kênh YouTube và hãy comment sau khi cảm nhận Tuấn đã quay các bạn cùng chiêm ngắm thì các bạn cảm nhận như nào, hãy bình luận bên dưới để Tuấn biết bạn nhé.